Dạ, xin chào mọi người đã đến kênh Chủ Buôn Vlog. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã đến kênh Chủ Buôn Vlog. Thì cũng đã rất lâu rồi thì tôi không có ra video. Thì hôm nay thì tôi tiếp tục ra một video cho tất cả các anh chị chia sẻ kinh nghiệm của tôi nha. Kinh nghiệm của tôi hiện tại là tôi đang nuôi tôm và nuôi tôm ao đất nha anh chị. Đó là chia sẻ kinh nghiệm của bản thân tôi thôi, chứ không phải là một kỹ sư nào đâu ha. Các anh chị nhớ là vậy. Nhiều khi anh chị, các anh chị vô bình luận á là hỏi theo cái như dạng là kỹ sư đó, đó là như những là cái đó là như gì, chắc đó làm sao hay gì gì đó, thì tôi không có biết đâu. Tại vì tôi nuôi tôm sao là tôi sử dụng cái thuốc của tôi sao đó, thì tôi chỉ biết nó là công dụng của nó như vậy thôi, rồi tôi cách đánh tôi như thế nào thôi, chứ hỏi về vô sâu vào chuyên môn của nó như dạng là thành phần của nó hay sao đó tôi không có biết đâu nghe các anh chị. Đó cũng là nông dân thôi đó. Thì cái vấn đề cái hôm nay tôi tính chia sẻ cho tất cả các anh chị, tại vì á cũng đang là mùa nóng á các anh chị, mùa nắng nóng á, nên là tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị thì vấn đề nuôi tôm khi mà gặp mùa nắng nóng. Thì các anh chị cũng biết á, tôm do nắng nóng á thì nó có thể tăng ở nhiệt độ và tôm chúng ta có thể sốc, bị sốc, có bị sốc các anh chị. Thì thường á là tốc độ tăng trưởng á, trong khoảng mà tôm có thể tăng trưởng được từ 26 độ C cho đến 32 độ C, tức là cái đó là trong khoảng tôm có thể tăng trưởng được. Mà trên 32 độ C, nắng nóng trên 32 độ C là tôm có dấu hiệu nha anh chị, là nó bị sốc, bị sốc môi trường. Thứ nhất là do chúng ta có thể thấy sốc như thế này nè, các anh chị có thể thấy nó là bỏ ăn. Bỏ ăn là dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể thấy là tôm nó bị sốc, bị sốc môi trường. Thứ hai nữa là nó bơi mà bơi xuống dưới đáy, nó không còn bơi nữa, tại vì cái này tôi nói là nuôi tôm thẻ nha. Đó là nó bơi dưới đáy, không thôi là nó nằm ở dưới đáy luôn, tại vì nó sốc mà nó không hoạt động được, nên là cái nhiệt độ đó cao cũng rất là nguy hiểm đó. Thứ hai nữa là nắng nóng thì làm cho cái thường là nắng nóng thì nó làm cho cái ao nuôi của mình á, thì quá trình trao đổi oxy, trao đổi ở dưới nước á nó diễn ra rất là nhiều, nên là oxy trong nước của chúng ta rất là thấp. Nên vì vậy là các anh chị cũng thường xuyên là bổ sung oxy như dạng là tăng quạt lên, hay là sử dụng các cái máy làm oxy á, là cho nó nhiều lên đó, để đảm bảo oxy cho tôm, để cho tôm nó khỏe lại. Thứ hai nữa là, thứ ba nữa là dễ bị khí độc, tại nắng nóng dễ bị khí độc, là do là anh đã nói là do cái quá trình oxy nó thấp anh vậy, cái oxy trong nước nó thấp á, thì nó dễ sẽ dẫn đến là cái sự phân hủy cái các bùn hữu cơ hay cái bã hữu cơ á trong ao tôm á nó diễn ra chậm hơn, nên là quá trình nó nảy sinh khí độc á ngày càng cao ở trong mà khi môi trường nóng đó. À, nên vì vậy thì môi khí độc nó thường có H2 nè, NH3 nè, CO2 nè. Đó là cái những cái vấn đề mà chúng ta thường xảy ra khi mà mùa nắng nóng đó, thường xuyên xảy ra. Và các bệnh mà thường xuyên xảy ra, các bệnh nha, nãy là tôi nói là cái điều kiện về môi trường nó có thể xảy ra, và các bệnh thường xuyên xảy ra trong khi mùa nắng nóng là nó có 3 loại bệnh. Thứ nhất là bệnh đục cơ, đục cơ trên tôm. Thứ hai là bệnh EMS. Đó, EMS đó là bệnh đó cũng thường xảy ra là mùa nắng nóng. Thứ ba nữa là phân trắng, là mùa nắng nóng là dễ xảy ra ba phần đó. Nên là trong khi quá trình nuôi tôm á, các anh chị thả, các anh chị nên biết nó là đang dần dần trong mùa nắng nóng, là các anh chị cố gắng là lúc còn nhỏ đó, các anh chị cứ chị vào như dạng là đẩy mạnh vào quá trình như dạng là đường ruột là nhiều, chăm sóc đường ruột là nhiều. Tại vì khi mà tôm nó thường xảy ra là do cái bệnh đó là nằm ở đường ruột là nhiều. Thứ hai nữa là chú trọng đến vấn đề về gan của tôm. Thì thường á, gan của tôm có vấn đề thì đường ruột nó cũng có vấn đề nghe không chị. Đó là mấy cái đó là nó sẽ dẫn đến, tại gan nó nằm ở khu trung tâm á, nó dễ bị tổn thương. Nên là khi quá trình thả con giống trong cái mùa nóng á, thì các anh chị cũng chú trọng đến vấn đề trong một tuần, hai tuần đầu các anh chị bổ sung như dạng là những thuốc ngừa gan để cho tôm. Còn một tuần hai tuần đầu là chỉ, một tuần đầu là chưa nghe, khoảng tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư á là chúng ta bổ sung vào gan, bổ sung các loại thuốc về cho gan, bổ gan hay gì đó cho tôm. Đó đó là những cái căn bệnh mà thường là xảy ra khi mà mùa nắng nóng
đó là tôi nói là đục cơ, bệnh EMS. Thứ hai, thứ ba nữa là bệnh phân trắng, là ba bệnh đó. Và ngoài ra là ta chú ý đến cái môi trường nó như thế này. Chủ yếu là vấn đề ta môi trường, ta coi cái chú ý đến cái môi trường. Môi trường thứ nhất á là khi mà nắng nóng quá nó cũng làm cho là pH cũng tăng cao, mà chúng ta giữ cái độ pH từ 7.5 đến 8.5 thôi, cần duy trì, chúng ta cố gắng duy trì nó trong cái phải độ khoảng là từ 7.5 đến 8.5. Đó là chúng ta chú ý đến vấn đề pH từ khoảng cỡ 7.5 đến 8.5. Mà khi mùa nóng là thường có hai loại pH, không phải hai loại pH mà có chiều hướng vừa tăng cao độ pH và có chiều hướng giảm xuống độ pH, mà thông thường tăng cao độ pH nhiều hơn. Thứ nhất á, là do là khi quá trình chúng ta là nói là trao đổi oxy đó, nó làm cho các chất bùn đó, các chất hữu cơ nó không tan hết á, thì nó sẽ sản sinh ra, từ đó là nó sẽ là chất nuôi dưỡng để cho tảo, các loại tảo, tảo lao hay tảo lục đó, nó phát triển, từ đó nó sẽ dẫn đến tăng cao pH các anh chị. Và thứ hai là khi pH nó xuống xuống thấp á, là do thứ nhất là có thể là do phèn, xì phèn, thường là những cái vùng đất mà có nhiều phèn á, xì phèn thì vấn đề này rất là nguy hiểm. Nếu mà nó xì phèn là các anh chị phải xử lý liền bằng cách như dạng là hạ kim loại nặng này, hạ kim loại phèn thì đa phần là kim loại nặng, hạ kim loại nặng này bằng EGTA các anh chị đó, các sản phẩm đó. Thì đây là một cái video chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân của chú Vuông Vlog nha anh chị, về kinh nghiệm của bản thân của chú Vuông để về nuôi tôm thôi, nuôi tôm ao đất. Thì các anh chị là mình không phải là kỹ sư nghe các anh chị nhớ rằng là vậy. Thì khi các chị hỏi, đừng có hỏi đi vô vào cái thành phần nó quá, mình không có biết thành phần nó là gì đâu, mà chủ yếu là mình biết như dạng là mình có sử dụng cái loại thuốc nào đó thì nó, mình đánh có hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị thôi. Đương nhiên là kinh nghiệm của mình sẽ không bằng các kinh nghiệm của các anh chị nuôi tôm nhiều, mà các anh chị có thể coi và tham khảo và tôi nói có đúng hay không. Nếu các anh chị có cách nào hay thì các anh chị cứ bình luận nói em còn nói thiếu vấn đề đó đó, nên là cần sử dụng cái gì đó để cho tôm nó khỏe nữa đó, thì các anh chị cứ nói. Mà cái vấn đề nãy mình chưa sử dụng, cái mình chưa có nói về cái vấn đề là khi mà tôm nó vậy đó, mình chủ yếu là mình tăng sức đề kháng cho tôm nha anh chị, chủ yếu tăng sức đề kháng cho tôm. Là mình giảm ăn rồi thì đương nhiên mình, một cái là mình phải chọn vào tôm và các vitamin, không thôi là chúng ta tạt C vào xuống dưới nước để cho tôm nó khỏe. Nếu mà tôm nó có biểu hiện là như dạng bỏ ăn hay là nó nổi lờ đờ đó, thì chúng ta tạt vô ca nha anh chị, nó cảm giác mất oxy á, thì chúng ta tạt vô ca để cứu chữa nó bình thường. Nếu cách thứ hai nữa, nếu cái vuông của anh chị nhỏ thì cách chị mua cái lưới lan á, kéo sạc lên trên, chịu khó làm gì thì cho nó giảm độ nắng cho tôm thôi nha anh chị. Thì video của mình đến đây là kết thúc, thì cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video. Thì chúc cho tất cả các anh chị có vụ nuôi tôm thành công. Chào tất cả anh chị ạ.